mai chào hết cả nhà, chúc cả nhà ngày mới nhiều sức khỏe vui vẻ. Nay sáng mai mình ra vườn cả nhà, hôm nay là mình đi hái dưa gang, mình đi hái dưa gang. Ở đây mình có mấy mấy trái dưa gang nó bự nó to khổng lồ cả nhà ơi. Hôm nay mình đi thu hoạch dưa gang. Gan còn hoài vậy ta. Giờ mình đi thu hoạch dưa gang cho cả nhà xem chưa. Đi thu hoạch dưa gang với chim cho vui nè. Cho cả nhà xem cây cây rau quế mình, nhà mình cây quế. Lá quế nó bự mà nó cao. Đào dưa gang đó. Đào. Yeah. Thấy vậy nha, trái dưa gang của mình không? Trời ơi, sao nó to thế. Nên mình có. Wow, hôm nay nè nè. Cả nhà thấy trái dưa gang quá trời bự luôn đó nha, nó bự to khổng lồ luôn nè. Nên mình đi thu hoạch dưa gang cả nhà ơi, giờ nó chín nó già rồi mình phải đi thu hoạch này. Đi thu hoạch không biết được mấy trái đâu mà quá trời dài luôn đó nha, không biết sao ăn hết nữa. Wow, chín luôn rồi anh ơi, sắp chín luôn rồi cả nhà ha. Đã một trái, hai trái, quá trời đất ra đất luôn. Oh my goodness. Yeah. Rồi đây một trái nữa. Có gì như ra mà có chục trái cả nhà. Quá trời luôn, quá đất luôn á. Bữa mình hái một mớ rồi đó. Ui giời ơi, quá trời nữa. Mà xanh nè. Wow. Giờ mình đi thu hoạch cho cả nhà xem. Mình trồng mà mình giục đây mà sao nó lên dữ vậy. Bây giờ mình đi mình đẩy đây trước đi. Ê, trước mình đem nhà kia, mình đi hái lại cái đằng. Ôi mời cơ nè, mà trời quá đặc. Giờ mình đi qua đây. Còn một dây, còn một dây bên đây nữa. Bên đây mình có một vàng dưa gang nữa cả nhà. Vàng này trái. Cái này nó nhỏ nó đẹp quá ta. Nó to khổng lồ luôn. Wow, bự quá trời bự luôn cả nhà. Cắt ngọt. Quá trời to. Wow, nhiều hết. Nhiều quá trời quá đất. Để mình coi trái này coi. Trái này thu hoạch được hết rồi đó chứ. Trái này thu hoạch được hết rồi. Gà đây. Trái kia đi. Trái này khó gà quá. Khó gà quá tính sao đi. Ăn khổ luôn. Cái này chín rồi. Chín rồi. Dạ hết rồi. Trái này chứ gà hết rồi. Đó, mình đi lại đây.
my goodness. Có 2 dây dưa gang. 2 dây dưa gang mà nó bự, nó to khổng lồ cả nhà. Nó bự quá trời quá đất luôn. Trái nào chứ nấy sao mà nó thấy mà nó bự. Không có mấy ngọc nữa chứ. Quá xá bự luôn. À, cả nhà thấy thành quả của mình không? Sáng hôm nay mình đi ra ngoài vườn một chút. Mình ra ngoài vườn một chút mà mình có một mấy trái dưa gang bự to. Cái này đẹp quá trời quá đất luôn rồi cả nhà. Wow, nó bự sợ. Quá trời. Video đến đây mình cũng đã cắt dưa gang xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Mình chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Hẹn lại cả nhà video sau. Quá. Thấy mà mê luôn cả nhà. Quá, thấy ham quá. Nó vàng thật à. Gang nó thơm ghê. Cái mình chín mình bịt chẻ à. Cái này chưa chín. Chỉ ra cho cả nhà xem, cắt cho cả nhà xem mà chưa chín nữa. Khi nào chín